Xin chào cả nhà và cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh của Thảo nha. Hôm nay là một ngày trùng hợp vì sinh nhật của hai bác cháu. Cho nên gia đình mình đã ra ngoài để đến quán dùng bữa. Quán có cái tên là Phố Biển, mang hương vị cho các món hải sản và các món khác nữa. Và đây là menu của quán. Gia đình mình cũng đang chọn món nha cả nhà. Cũng có khá là nhiều món và các món ăn ở đây cũng rất là hấp dẫn nha. Ria ơi. Ơi. Elsa. Ba tuổi. Rồi. Đẹp quá. Giơ tay lên coi, giơ tay hai lên coi. Số 2 hả? Ôi trời ơi, dễ thương quá ta. Mặc đầm đẹp quá hả? Thôi sinh nhật mặc đầm đẹp quá hả? Bùi dữ ha. Thức ăn cũng đã được dọn lên, thảo mời cả nhà dùng nhé. Món khai vị, chúng ta hãy thưởng thức món chả giò hải sản nha. Sụn gà chiên nước mắm, một đĩa rau cùng với mắm kho quẹt. Rau xanh trông rất là ngon. Chúng ta chấm qua thêm mắm kho quẹt đậm đậm béo béo nha. Còn sụn gà thì ăn nó sừng sực, đậm đà rất là ngon. Tiếp theo là món bê hấp của bánh tráng phơi xương cả nhà. Món này mình sẽ ăn kèm với các loại rau rừng. Quả sung thì chan chát và khế thì chua chua. Ăn kèm với mắm cá cũng rất là hấp dẫn. Một món mì bò cũng được mang lên. Món này thì các bé rất là hảo. Thêm một món mực nướng sa tế. Với món bê hấp này thì ai ăn được các loại rau cuộn cùng với thịt bê, chấm qua cái nước chấm cá nữa thì ăn nó là lạ nhưng mà cũng rất là ngon. Cái cha bê nó sừng sực ăn mê lắm cả nhà. Chén chấm mình sẽ cho thêm một chút ớt để cho nó có vị te te, ăn thêm hấp dẫn nha cả nhà. Zumbi ăn một hai miếng và cảm thấy bắt miệng rồi nha các bạn. Không khí của quán là ngày thường nhưng cũng rất là đông vui và nhộn nhịp vì mọi người đã ghé và cảm thấy món ăn rất là đậm đà,
cho nên họ sẽ thường see you again nè cả nhà. Lúc này đã có thêm món mực lăng bột. Bên trong thì mực dai ngọt, bên ngoài thì tròn tròn, ăn cũng rất là mê. Gấp một miếng mực lăng bột, chấm qua muối ớt xanh, ăn cũng thấy ok lắm nha cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ ăn món gỏi củ hủ dừa, tôm thịt nhé. Với món này thì thịt béo béo, tôm thì ngọt, kết hợp với củ hủ dừa giòn giòn ngọt ngọt, chua chua, hơi cay cay, hảo hảo nha các bạn. Hai nhóc thì lúc này đã có trò mới để chơi rồi. Cuối cùng thì đến món quay lạc nướng nha cả nhà. Bây giờ là mình quay nó nướng ra rồi. Nó nướng ra rồi. Đấy rồi. Đấy rồi nước. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai nhóc tiền này sau khi mà đùa giỡn thì bây giờ mục tiêu của mấy chị là chấm quất bánh kem nè. Mấy em cũng biết cách nghịch lắm chứ bộ. Kết thúc cho bữa ăn thì chúng ta sẽ nhâm với món xoài nha. Bây giờ cũng khá muộn rồi, gia đình mình cũng sẽ ra về là buổi chiều có mưa cho nên không khí lúc này cũng khá là mát mẻ. Ờ thì lấy ra cắt bánh kem đi. Cắt ra. Lát hồi đi lấy đi. Lấy ra rồi rồi đi giảm từng lên mà. Nó cái kem dưới nè. Còn cái bánh kem Thảo cũng đã cắt ra rồi, thì mời cả nhà dùng nha. Thưởng thức luôn để cho nó đủ bộ đêm sinh nhật nha các bạn. Rì cũng đang thích thú ăn bánh kem lắm nha cả nhà. Ngon quá ta. Ngon không? Ngon quá. Đây là món quà sinh nhật mà hai ông bà đã tặng cho Ri. Còn đây là món quà của mẹ và bà đã tặng cho Ri hôm trước rồi nha. Rồi, bông tai nè ha. Đâu, giờ cái gì nữa? Trời ơi, nhẫn nữa chứ. Ủa, dây chuyền nữa chứ, nhiều hết vậy. Trời ơi, nhiều thứ quá ta ơi. Đẹp quá ha. Và đến đây thì clip mình cũng đã khá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã full video cho mình nha. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe giúp Thảo nhé. Xin cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp các bạn ở các video sau nha.